Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây cụm chân sạc của A9 2018 được thiết kế phía cuối đuôi máy hàn chết cho bo mạch sạc. Cái bảng gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc của Samsung AC A9 2018 sạc chập chờn, sạc được lúc không. Cầm địa chỉ thay mới chân sạc cho Samsung AC A9 2018. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của didongcaocap.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện trên A9 2018, A9 20 nói chung và phần chân sạc của máy nói riêng thay mới bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của didongcaocap.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Đối với khách hàng ở xa có nhu cầu thay mới, vì các bạn vui lòng đặt hàng tại website didongcaocap.vn, tôi ship đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Các bạn nhận được, các bạn thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn các bạn.